mừng quý vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Và thưa quý vị, ngay từ phút này quý vị có thể like vào trang fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò để có thể được tham gia chương trình Mai Mối Online đối với các bạn ở cùng vùng miền với nhau. Và bây giờ ngay tại đây, ông Mai và Mối Cát Tường và Quyền Linh sẽ gặp gỡ những cặp đôi để xem hôm nay họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi bạn. Em tên là Hà Vũ Nhân, 35 tuổi, quê ở Bình Thuận. Em là nhân viên kỹ thuật bảo hành. Mình giới thiệu với. Dạ, em tên là Minh Ánh, tuổi thì em xin giữ bí mật đấy. Em muốn bạn trai đoán. À, chút xíu nữa bạn trai đoán phải không? Dạ, em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Hiện giờ em đang là nhân viên pha chế ở quận Nhất. À, làm trong quán bar hay quán cà phê hả em? Dạ, nhà hàng chị. Nhà hàng. À, mình giới thiệu một chút xíu về năng lực của mình. Thoải mái lên, tự tin lên, nói lớn lên. Em thì cũng biết nấu ăn, nhưng mà không biết người ta ăn được không. Cũng biết cắm hoa, biết làm bánh lăng, cũng biết ca hát. Biết ca hát. Làm câu đi em, cho nó sung lên. Anh ơi, anh nắm tay em đừng ngại ngùng, đi bên nhau đến cuối chân trời. Xung quanh ta có bao nhiêu điều tuyệt vời, xin cho anh với em mà thôi. Hết rồi. Hết rồi. Nghe vui ha. Dạ. Bạn có những ưu điểm gì, những khuyết điểm gì, những cái tài lẻ gì có thể giới thiệu luôn cho bạn bên kia biết. Ưu điểm của em thì cũng hiền, cũng vui vẻ. Ồ, khuyết điểm thì hơi kỹ tính và chỉnh chu chứ. 35 tuổi là cũng tuổi đã lập gia đình có con cái rồi, sao bạn vẫn bị ế vậy? Dạ, thật ra thì em cũng đã trải gần đây cũng hai mối tình rồi. Chia tay cũng được gần một năm. À. Mà lý do tại sao chia tay? Nhà bạn gái thì cũng không thích cái tuổi. Kỵ tuổi à hả? Dạ. À, mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, có một mối tình chính thức về mấy cái lẻ tẻ. Mối tình chính thức đó quen được bao lâu? Dạ, 3 năm. Thì quen 3 năm mà tại sao không tiến tới được hôn nhân? Dạ, tại người ta muốn lập nghiệp ở quê. À, và bạn muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Hiền lành, không lười biếng, công việc ổn định, hài hước một xíu. Hài hước một xíu, đúng rồi, vui lên cho cuộc đời nó vui lên đúng không? À, lãng mạn một xíu. Bạn trai có lãng mạn không? Dạ, cũng có ít. Bạn có tài lẻ như ca hát không? Dạ, cũng có biết hát tí. Rồi, hát tí nghe chơi thôi. Cho bên kia nghe kìa. Chiều con vương nắng để gió đi tìm, dấu vết chân em qua bao nhiêu lần. Lời dù đan ngón tay buồn, ngàn năm cho giá băng hồn. Tuổi gầy nông lên màu mắt. Bạn muốn tìm người bạn gái như thế nào? Bạn gái đó thì biết chia sẻ, chung thủy, gọn gàng. Đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Có mẫu người lý tưởng nào không? Cao cỡ 1m50-60 được không được? Cao được nhiêu? 1m50 chị. 1m50 hả? Để anh Quang coi khoảng 1m50-60 gì đi. 1m50. À, chào em. Anh ở bên kia cũng ít nói, em cũng ít nói như vậy. Rồi giờ tính sao? Không, em không có ít nói đâu, tại run quá. Run quá hả? Nãy giờ muốn xỉu rồi. Đừng có xỉu nha. Có ai làm gì đâu muốn xỉu. Run quá. Run là hồi hộp gì anh kia, là run nghĩ gì? Hồi hộp. Hồi hộp rồi, không biết anh kia sao vậy? Dạ. Em tưởng tượng anh kia thế nào? Cao em, mà hiền hiền. Còn gì nữa? Nói nghĩ ra thôi. Em có mẫu người lý tưởng nào không? Hình mẫu nào đó? Dạ, như Lương Thế Thành. Lương Thế Thành. Rồi, đơn giản vậy ha. Ô, mặt này đẹp trai chứ bộ. Giống giống cỡ Lương Thế Thành chứ đâu có vừa đâu à. Trời chị, em chắc không cao bằng Lương Thế Thành. Điểm nào em không thích ở người phụ nữ? Nói chung là lẩm thẩm không gọn gàng chị. Em có tật xấu gì không? Thì tật xấu ít nói. Nói câu dài dài chứ có nói gì cục. Câu nào trả lời câu đó giống như là điều tra sách hỏi vậy. Giờ để dành dụm được nhiêu rồi? Cũng được vài chục triệu lấy vợ. Vài chục triệu lấy vợ. Thấy thật thà. Trai dễ thương quá trời luôn mà sao cái này khó quá, hai người này sao đây? Rồi do hai người thôi, bây giờ mình thấy hai người gặp nhau biết đâu à. Nhìn nhau người ta nói nhiều hơn sao đúng không? Có đi với gia đình không em? Dạ em đi với bạn em, bạn đồng nghiệp em. Rồi chào em. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Mình thấy cái bạn trai bên đây thì cũng hiền. Mới chỉ là gặp nhau thì mình cũng chưa thể nào nó nói hết được. Cũng phải có cái thời gian đó.
Dạ, xin hết. Rồi, cảm ơn chị. Em có đi với ai không Gương, em trai? Dạ, em đi với chú em, là gia đình chú Tám với chú Chín, với là em họ. Dạ, chú Tám thấy sao chú? Dạ, chú Chín. Chú Chín thấy sao chú? Tôi thì nãy giờ quan sát thì thấy cháu gái bên này cũng được, cũng vui vẻ, cũng có nét hiền. Cháu Nhân có một cái phẩm chất rất là đặc biệt là cháu rất là hiền, ít nói, nhưng mà rất là quý trọng những người xung quanh, sống hòa đồng. Cảm ơn chú ạ. Cảm ơn chú Chín. Sao chú Tám, ý kiến sao chú Tám? Trước tiên thì chắc có lẽ là xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Về cô bé bên đây thì nói chung là cũng rất là hiền, có công việc ổn định. Còn cái việc mà quyết định hay không thì do giờ hai cháu sẽ gặp nhau rồi sẽ có cái nhìn ban đầu cảm tình như thế nào đó thì hai cháu quyết định. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, kéo màn. Chúng ta sẽ có 2 phút gặp nhau nha. Nào. Đó, nói chuyện đi. Tăng em mất hoa. Lần đầu em gặp anh thì em cảm nhận thế nào? Anh nhìn hiền, dễ thương. Anh có đoán được tuổi em không? Em thì chắc cả... 6, 7 tuổi gì không? Em 30 rồi. 30. Em muốn hỏi là khi mà hai người có chuyện mâu thuẫn á, khi mà tranh cãi với nhau á, thì ai là người làm hòa đầu tiên? Bạn trai thì nên chủ động làm hòa chứ. Dạ. Giờ em đang run quá, làm sao em hết run? Làm sao hết run thì lại nắm tay của ấy cái. Lại nắm tay của ấy, em hết run thì anh cái đi. Nắm tay vô. Rồi em bớt rung. Từ từ đứng nhìn thẳng vô mắt nhau, nói em bớt rung giùm anh cái. Nói đi hai người. Nắm tay sao buông rồi? Nắm chặt vô. Đừng có buông, nắm vô. Đó, đứng y nguyên nhìn thẳng vô mắt nhau. Đứng khoảng độ chừng á nửa tiếng coi có thấy gì không? Nhìn vô. Rồi cái này cho 2 phút. Không, thôi kệ, tôi muốn cho mấy phút tôi cho. Đứng im ở nhà để tôi tám chín nhìn coi có hợp không. Hả? Cho em về chỗ cũ. Trời đất ơi. Mất cỡ quá hả? Dạ. Nắm tay có thấy gì chưa? Thấy lạnh lạnh. Tim có đập gì chưa? Có đập sơ sơ. Đập sơ sơ rồi hả? Rồi thôi, bạn gái nói một câu gì mình kết thúc. Thôi bỏ qua đi anh. Hai người này chắc động phòng cũng phải kỹ quá. Sao em? Nói lên cái cảm xúc của mình. Bây giờ lấy nắm tay sao mình cảm nhận, ánh mắt anh nhìn thấy sao, nói thật đi. Anh có nhìn em đâu. Em có nhìn ảnh không? Có. Em thấy sao? Thấy lung linh long lanh. Lung linh long lanh. Thấy lạ quá nha. Thôi được rồi, thôi quay lại đi. Hai cái cục bột này. Đây, nút nha, suy nghĩ thật kỹ. Rồi, chuẩn bị. Chúng ta có 3 tiếng đếm mới quyết định nha. Suy nghĩ lại coi nắm tay này thấy cảm giác cái gì, nhìn nhau thấy cái gì. Quyết định từ con tim, giống như chú Tám với Chín đó. Giao quyền quyết định cho con rồi đó. 1 2 3 Hết thời gian. Sao bạn trai không bấm? Tại vì em phải có cái ấn tượng đầu tiên. Em rất là quan trọng cái ấn tượng đầu tiên. Chưa thấy ấn tượng lắm đúng không? Dạ. Chưa phải là một nửa yêu thương của mình đúng không? Dạ. Bạn gái thấy sao? Cũng hơi buồn một xí. Nhưng mà cũng mong anh tìm được một nửa của anh. À, anh chúc em được một nửa của em. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Rồi, cảm ơn hai bạn. Hy vọng các bạn sẽ sớm tìm cho một nửa yêu thương nào đó. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, bởi vì tập này không có những cặp đôi nào đồng ý nhấn nút hẹn hò với nhau, cho nên phần quà của nhà tài trợ áo cưới Island sẽ được gửi tặng lại cho hai bạn. Cặp đôi này là cặp đôi được yêu thích nhất, anh Đào và Hoàng Vinh. Bữa nay chắc bước ra đường không được, không coi ngày, không biết bước chân trước hay chân sau, hôm qua coi bói nó bên đây xui rồi.
Nói tóm lại trong tình yêu nó có điều nhiều điều bất ngờ quý vị. Có thể nhìn thấy như vậy, nó không phải như vậy. Đôi khi trong tình yêu chúng ta cần phải thoải mái chia sẻ với nhau để hiểu nhau hơn. Còn nếu như nhìn nhau hoài, cười hoài mà không nói gì thì cũng khó hiểu đúng có không? Có thể hôm nay đến đây các bạn ấy chưa có cơ hội. Nhưng mà qua chương trình này, khi chương trình này phát sóng, các bạn sẽ có nhiều cơ hội khác đến với các bạn ấy. Chúc các bạn sẽ tìm được hạnh phúc của mình đâu đó vào một ngày gần nhất. Thưa quý vị, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào khung giờ rất là quen thuộc 15:20 chủ nhật và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với Bạn Muốn Hẹn Hò. Quý vị có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và đừng quên nhấn subscribe. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Các Tường và Quyền Linh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Xin kính chào.